Và thưa quý vị thân mến, ngay sau đây chúng ta sẽ đến với thí sinh tiếp theo, một thí sinh rất được chờ đón của đội Trần Lập, đó là Kim Loan. Kim Loan là một giọng ca có đủ sức mạnh, có đầy đủ những cái yếu tố để tạo nên tính kịch tính của âm nhạc. Hãy để cho Kim Loan lại tiếp tục tỏa sáng một lần nữa trên sân khấu bằng một phong cách rất Kim Loan. Em muốn cái bài này mình phối thêm một chút để cho nó sôi động một chút. Bây giờ này anh sẽ bàn với anh Hoài Sa xem là có thể phối thêm cho nó có thể thế nào. Nhưng cái điều quan trọng là ta phải căn cứ trên thực tế đã. Tôi muốn xử lý bài hát này rất đặc biệt để chinh phục những khán giả đã có lòng yêu mến tôi và bình chọn cho tôi. Đắm đuối anh chào em nhớ như ánh sao trên trời rơi vào tim này một buồn thương yêu em mong anh sao trời kia dừng mãi nơi đây em sẽ không quên giây phút này mà anh mất anh mãi không rời xa. Lần môi ấm đang lướt qua đây cho thế gian bỗng như ngừng lại những giây phút này mày còn trong em như sao sáng khi màn đêm dừng xuống nơi đây anh đã cho em ấm lại dù bao giá băng trong tim vẫn còn người ơi hãy luôn gần em. Ngày hôm nay thí sinh Kim Loan lại thay đổi phong cách nhẹ nhàng và dịu dàng hơn rất nhiều. Và chắc chắn quý vị khán giả vẫn còn nhớ mã số bình chọn của thí sinh Kim Loan, đó là 03. Thưa quý vị, hãy nhắn tin, hãy soạn tin 03 gửi về tổng đài 6258 để Kim Loan tiếp tục cùng đồng hành với chúng ta. Xin chúc mừng và chúc cho chị may mắn. Xin mời chị trở lại phòng truyền động.